Hôm nay có một bạn ấy nói là nuôi cái con rốt ở trong nhà thì nó rụng lông và nó chảy rãi. Thì mọi người mà xem các cái video của Rottweiler Gervi nhiều thì mọi người sẽ thấy là chúng nó chỉ chảy rãi khi mà chúng nó thèm ăn thôi, cho ăn là lúc chờ chúng nó thèm thôi. Nhưng mọi người chả thấy nó chảy rãi bao giờ, dù là cái thời tiết này có bao giờ bật điều hòa đâu. Điều hòa thì mùa hè bật thôi chứ mùa đông bật gì. Mùa thu và mùa đông nhiệt độ mà nó cứ dưới 30 độ thì chẳng phải bật điều hòa. Nhưng mọi người sẽ thấy là nó sẽ không có việc chảy rãi đâu, là một. Cái thứ hai nữa là cái việc lông rụng ra nhà này. Thì mọi người nhìn cái nền nhà này. Đây. Hiện tại bây giờ là đang có Siro vẫn thay lông chưa xong. Đấy nhá. Nhìn dứt cái lông của Siro này. Cho nên là vẫn có lông rụng. Vẫn có lông rụng nhưng mà cái lượng lông rụng ở nền nhà nó không có nhiều đâu, không có ảnh hưởng. Và cái con rốt này, cái lông của nó rụng ấy là nó rụng nó rơi tại chỗ, nó không có bay lung tung. Thành ra là nó rất là sạch sẽ thôi. Có cái gì bám ở mắt Siro đây. Gì bám mắt Siro đấy. À, rơi rồi. Ok. Đây, mọi người thấy nhá. Có thể là một vài bạn nuôi vào cái kiểu rốt gọi là rốt mặt nhăn, mép xệ. Cho nên là cái bởi vì cái mép này của nó hở này. Nó như kiểu là chúng ta cứ hãm mồm ra lâu ấy là kiểu gì nó cũng sẽ chảy rãi. Khi mà cái mép của nó hở thì nó sẽ có chảy rãi, có thể là chảy rãi nhiều và chảy rãi có thể cả ngày, chả cần quan tâm đến thời tiết hay là gì đấy. Nhưng cái con rốt chuẩn thì nó không có như thế. Đây mọi người có thể thấy được là như cái bọn cún ở nhà mình thì nó đâu có chảy rãi đâu. Còn khi mà nó nóng, nó chơi, nó nô nghịch cái gì đấy, nó nóng, nó há mồm ra, nó há mồm ra lâu thì nó sẽ chảy rãi thôi. Còn bình thường thì nó đâu, con chó nó lúc nào nó há mồm làm gì. Còn nó thở bình thường thì nó cũng sẽ không bao giờ nó có rãi được. Nó phải há mồm to thì nó mới có rãi được. Merci. Đấy. Nuôi ở trong nhà giống rốt này nó rất là phù hợp. Là một cái giống chó phù hợp để nuôi ở trong nhà cùng với người. Thì nó phù hợp như thế nào thì mọi người có thể cảm nhận qua các cái video của Rottweiler Gervi. Đây là thực tế là đang nuôi ở trong nhà. Ba đứa nuôi ở trong nhà. Một cái phòng khoảng 20 mấy mét vuông. Và là cái chỗ ở chính. Còn bình thường thì chúng nó được phép đi lại. Đi lại ở phòng này và ở trên tầng thượng. Vệ sinh thì mình hướng dẫn cho nó đi vệ sinh ở trên tầng thượng. Bởi vì nhà mình nuôi nhiều chó cho nên là ở tầng bên dưới cũng có chó, cho nên là không cho chúng nó được thoải mái cả toàn bộ nhà được. Nhưng là nếu mà mọi người mà nuôi ít ấy, mọi người cứ thả ra kệ cho nó, cho chúng nó muốn ở chỗ nào thì chúng nó ở. Chúng nó cũng không có phá phách gì đâu. Có những cái món đồ chơi để cho chúng nó chơi thì chúng nó sẽ không gặp đồ linh tinh. Chứ còn các cái giống chó nó nhìn chung mà nói là chúng nó rất là thích gặp các cái đồ bằng gỗ. Bởi vì là các cái đồ bằng gỗ thì nó mềm. Nó không thích gặm đồ cứng hơn, sắt thép thì nó ít thôi. Nhưng chủ yếu là nó hay gặm đồ bằng gỗ. Thì thường cái đấy là chúng ta nắn từ cho con. Nắn từ cho con là nó sẽ đến lúc lớn nó sẽ không gặm nữa. Chứ tại sao mà ở bên Âu nếu mà mọi người mà theo dõi các cái video hay là các cái hình ảnh ở bên Âu mà người ta nuôi gia đình ấy, là mọi người thấy là con chó người ta toàn cho ngồi trên ghế sofa thôi. Tất nhiên là nó phải là sofa nỉ chứ nó không phải là sofa da. Bởi vì sofa da thì có thể là cái móng chân này của nó hơi lệch một cái là nó có thể nó làm cho bị rách cái sofa, cái ghế salon ấy. Và sofa thì nhiều người này không quen với lại cái tên đấy. thì bình thường mà nói là gỗ hay là ghế salon đều ok cả, nhưng chúng ta đều phải nắn. Nó như trẻ con đấy, nhà mà có trẻ con thì nó cũng nghịch, nó cũng cầm cái bút nó chọc, rồi nó cầm đồ nọ đồ kia nó nghịch, nó chọc ghế thôi, nó chọc ghế salon thôi, thì con chó nó cũng vậy thôi, nó cắn gặm rồi nó cào rồi này kia. Đấy là cái kiểu nghịch của chúng nó, khi chúng nó không biết thì chúng nó sẽ nghịch như thế. Trẻ con thế nên nhà nào mà salon ghế da mà nhà có trẻ con thì sẽ biết ngay nó có rách không, bảo chúng nó thì chúng nó sẽ biết thôi. Còn nếu mà không bảo thì có mà cái giai đoạn trẻ con thì có mà cứ đi một năm đi bọc ghế lại một lần. Còn bình thường mà nó rách miếng nhỏ thì dán. Nên là cái việc mà nuôi ở trong nhà phát sinh cái việc mà ngồi ghế, tại vì là ở nhà mình thì dùng ghế gỗ, nên là mọi người thấy là bảo là ghế gỗ thì còn được, chứ còn ghế salon thì không được. Nhưng mà thực ra salon ở bên Tây người ta vẫn nuôi, người ta vẫn cho ngồi salon đấy, chứ chả phải salon không được đâu. Nhưng mà nó đều là phải bảo cho nó hết. Nuôi một con hai con thì nó dễ thôi, bảo cho nó từ bé là ok. Cũng như là cái việc là bảo con chó để nó không bắt gà ấy, nó không phải là con nào nó tự nó không bắt gà đâu, mà phải từ bé phải bảo nó, cho nó chơi với gà, rồi nó săn gà thì mình phải quát, mình phải nắn nó, thì lớn lên nó chúng nó sẽ không săn gà vịt nữa, bởi vì chúng nó biết là đấy không phải là cái đồ để nghịch. Chứ còn bé mà không bảo nó, để cho nó nô rồi không bảo nó lại còn hí hửng vỗ tay hoan hô nữa, thì lớn lên thì chắc chắn nó sẽ săn gà rồi. Hoặc là nó săn gà mà không biết, kệ nó chơi nó vờn này kia, nó thành một cái trò chơi của chúng nó. Nó tưởng là hay lắm thì chúng nó sẽ vò thôi. Chứ còn lần đầu tiên một con chó với này một con ngan hay một con gà thì chúng nó đâu có cắn đâu, chúng nó chỉ vờn thôi. Nằm xuống, nằm ra. Đây, Siro tí. Đang chờ Siro lên giống để lấy giống cái đợt này cho Siro gặp Loki, mà vẫn chưa thấy lên giống. Mẹ thì lấy giống xong rồi, con thì vẫn chưa. Rồi nằm xuống đi, nằm xuống. Hai đứa cùng nằm. Rồi. Đây nhá. Nền nhà mọi người có thể thấy này, ở nền nhà khi mà nó không có cho con thì nền nhà lúc nào nó cũng khô. Có cho con thì tại sao nền nhà nó ướt, là bởi vì là cho con, một là nó không nhịn được tẻ, nó sẽ đái ở trong nhà. Hai nữa là cho con thì nó cứ hay nghịch nước hơn, nó vào cái bát nước rồi nó thò cái chân vào, nó ướt rồi nó đi vào trong nhà thì cái nền nhà nó sẽ ướt. Còn bình thường toàn cho to thì nuôi nó rất là sạch, nó không có ấy gì cả. Còn tất nhiên là đã nuôi con chó thì nó không thể sạch như là không nuôi được, đã nuôi chó thì nó không thể như là không nuôi chó được. Cái đấy thì mọi người, cái đấy là phải xác định là như thế. Chứ còn nếu mà muốn cho nó sạch tinh, nhà nó sạch tinh, không có cái này cái kia thì tốt nhất là đừng nuôi. Bởi vì nuôi thì kiểu gì nó cũng sẽ có ảnh hưởng một chút, không ảnh hưởng cái này thì ảnh hưởng cái kia. Nha, xi nhá. Nuôi chúng nó là nó có những cái rất là vui. Tất nhiên là ai mà yêu chó, quý chó thì nó mới vui. Chứ còn bình thường mà nói thì sợ bẩn rồi sợ này sợ kia thì thôi, thì còn cái gì nó vui nữa. Cái quan điểm nuôi chó không muốn xoa vuốt chúng nó, bởi vì xoa vuốt chúng nó bẩn thì mình nghĩ là mọi người thì không nên nuôi. Bởi vì nuôi như thế là nó sẽ dễ tạo ra những con chó hoang dã, nó rất là nguy hiểm. Con chó nó không được gần người, nó không được gần gũi với chủ, thì không nên nuôi. Ít nhất là nó phải có được thả, nó phải có được khen thưởng, xoa vuốt này kia. Còn khi mà đã yêu chó rồi, thích chó rồi thì xoa nó bẩn thì rửa tay, cái đấy chả có cái vấn đề gì cả, nó rất là đơn giản thôi nè, nó xi nhỉ. Còn khi mà con chó nuôi ở trong nhà mà nó sạch thì cũng chả cần phải rửa tay, bởi vì chúng nó rất là sạch. Ăn uống gì thì rửa, chứ còn bình thường thì khỏi. Thôi hết thời lượng của chương trình. chia sẻ với mọi người về cái việc nuôi cái con rốt nó có phù hợp để nuôi ở trong nhà không. Thì ở cái video ngắn này mọi người xem, mọi người tham khảo, và mọi người tham khảo ở các video của Rottweiler Gervi đã